trái cà na mà cơn gió thổi qua mới vừa rụng nè. Đó là những trái cà na. Cà na này gọi là cà na chín nha. Đó, cà na chín nè. Chung là nó chín rồi thì gió thổi qua là nó sẽ rụng. Nó rụng lừ khư dưới theo nè. Đó, cả nhà thấy không? Rất là nhiều. Nè. Cái trái này thì còn ăn rất là ok nha. Có trái nó hơi gục thì mình không ăn được. Giờ có mấy trái nó mới rụng thôi. Trái cà na. Đây là những trái cà na chín. Ở bên này nè, cà na cũng rụng quá trời luôn. Cà na rụng lừ khư luôn. Lừ khư luôn nè. Quá chừng. Rồi, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Hoàng Phúc CB. Kính chúc mọi người có ngày mới thật là vui vẻ và gặp thật nhiều may mắn nha. Thì hiện tại là bây giờ Phúc đang ở ngoài vườn này cả nhà. Thì Phúc đang đứng kế bên cây cà na. Đây là cây cà na, cây cà na này rất là cao. Nó cao lúc mị ở trên kia luôn á. Đó. Đó thì hôm nay á là tới mùa cà na rồi cả nhà. Nói chung là dạo này có rất là nhiều trái chín và nó rụng lác đác rất là nhiều ở dưới đất này. Nên là hôm nay là Phúc sẽ làm một clip là đi hái cà na. Để chấm muối ớt nha cả nhà. Nói chung đây cũng là video khá là thú vị cho tuổi thơ của rất là nhiều người. Tại vì xưa đến giờ có rất là nhiều người bạn, nói chung là cũng rất là yêu thích cái trái này, cái trái cà na này. Rồi hôm nay mời mọi người cùng hái cà na với Phúc nha. Ok. Rồi, xin chào mọi người nha. Thì hiện tại là bây giờ là Phúc đã rửa sạch những trái cà na này cả nhà. Phúc lặt ra, Phúc rửa sạch rồi, Phúc đã đâm muối ớt rồi, Phúc bỏ muối ớt ở trước này luôn. Đó, thì bây giờ hôm nay là sẽ ăn cà na chấm muối ớt nha. Đây là trái cà na này cả nhà. Đó, không biết là có nhiều người có biết trái này không ta? Ở thành phố chắc là ít biết trái này á, nhưng mà Phúc thấy lúc trước thì cũng có nhiều người bán á, nhưng không biết là trái năm nay mùa dịch là không ai bán luôn. Rồi mời cả nhà nha, chấm muối ớt nè, muối ớt thật là cay nè. Rồi mời cả nhà. Nó thơm. Nó thơm ớt, siêu cay. Bỏ nguyên trái vô họng luôn. Nó gọi đá. Cà na chua, nhưng mà khi nó già rồi nó sẽ ít chua. Đây là cái hộp ở bên trong. Cái hộp khá là to nha. Đây là trái cây tuổi thơ của rất là nhiều người.
Cà na này á, chấm với ớt mới ngon nha. Ớt hơi chua cay vậy á. Ở cây cà na này có hai loại. Cà na là cà na tự nhiên chứ không phải cà na trồng nha cả nhà. Cà na tự nhiên có hai loại, một là cà na đắng, hai là cà na chua. Nói ra nó phải kiếm được cây cà na chua á, mình ăn mới được. Còn cà na đắng á, nó trái nó cũng to vậy nè, mà ăn đắng ngát à. Ăn được. Ở nhà Phúc có cây cà na chua đó nhưng nó rất là cao luôn. Ở rất là cao như vậy á, nên lấy cây chọc á, chọc được nhiêu đây à. Lá mồ hôi luôn á. Chứ nếu mà cây thấp là hái cả rổ mà. Đó, ớt nè. Quá phê. Nãy Phúc có làm mấy trái chín nè. Mới làm mấy trái chín. Mấy trái chín này chứ. Thì ăn nó sẽ có vị ngọt luôn nha. Chua chua ngọt ngọt. Bữa trưa trời nắng á mà chấm trái cà na nè, chấm ớt cắn một cái trời á, rất ngay trời mây luôn. Ở quê á trái cây ăn được rất là nhiều, không nhớ thì mình phải mua, mình đi ra vườn hay ra đồng á, rất là nhiều trái cây, trái dại mà cũng rất là ngon. Cà na này ngon hơn xoài nữa, mà tùy theo mỗi người thích thôi. Cắm một xíu rồi tới hộp liền. Cà na này á có một cái là nó rất là hay nha, mình ăn sống được, mình ngâm được muối đường, rồi mình khèo được, làm rất là nhiều thứ luôn. Nay sẵn tiện tới mùa cà na thì hái cà na review cho cả nhà. Đây là cây nhà Phúc thôi đó, và trên cao nó rụng rất nhiều á. Nó cà na đã chùm chùm luôn. Đây, giới thiệu cả nhà tiếp. Đây là cái keo cà na ngâm. Cà na ngâm muối đường nha. Thì Phúc ngâm trước mấy bữa à, và bỏ trong tủ lạnh á. Sáng hôm nay lấy ra giới thiệu cho cả nhà luôn. Đây, cái cà na ngâm mình đập dập ra xong rồi mình ngâm muối đường nha. Mà cả nhà nè, cà na ngâm á 2-3 bữa nó không còn bị chua nữa cả nhà, nó lên men rồi, nó giống như cóc ngâm hay sòi ngâm vậy á, rất ngon, không còn phải chấm. Nhờ Phúc chấm với muối ớt ăn cho nó đã, ngâm hết rồi, hết chua rồi, bớt siêu cay. Vô đây hai loại cà na nè, ba loại chứ, một cà na sống, hai là chín, ba cà na ngâm. Cà na ngâm mà đem lên phố bán mắc lắm á. Trước mấy cổng khu công nghiệp đồ á, thấy người ta có hay bán. Đã có rất là nhiều người bạn công nhân ở quê á, đi làm Sài Gòn á, ta thèm không có trái này để ăn. Trái này á thì vào những tháng nước lũ á, cái lũ gần đổ về thì cà na rất là nhiều. Nhớ hồi xưa nước lũ bơi xuồng đi hái á, nhờ cây này nó ra trước
Giờ nước lũ chưa về nhưng mà vẫn có. Coi vậy chứ nó chua không tệ đâu nha cả nhà. Ăn xíu mà ê gan hết trơn. Cái này nó chua ngầm, nó không phải giống chua như xoài. Hồi chua có mùi ở ngoài luôn. Con này chua ngầm bên trong. Cắn vô mới biết. Chấm gớt à. Hay coi vậy chứ nó chua dữ dằn lắm. Ê hết cả răng à. Ok. Nó hết được luôn rồi. Coi vậy nó cho kinh khủng lắm cả nhà. Ê hết hai bên đây luôn à. Ok, do đó thì ngày hôm nay cái video chia sẻ về cà na chấm muối ớt đến đây là kết thúc nha cả nhà. Hết ăn nổi nữa rồi, hết nói nổi luôn rồi. Chua dữ dằn lắm, bạn nào không tin ăn thử đi biết. Ok, cảm ơn cả nhà rất nhiều đã xem video của Phúc đến giây phút này. Nhớ để lại một like tặng cho Phúc tinh thần nha. Và hãy gắn bớt ê. Ok, xin chào, hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Bye bye.